À, các bạn ơi, đây là thành phẩm của món giá đỗ mình vừa mới làm xong. Nhìn cái giá đỗ rất là mập trắng đúng không các bạn? Và làm thế nào để chúng ta có một mẻ giá đỗ vừa mập vừa trắng và giàu cái hàm lượng vitamin C nhất thì mình mời các bạn nay sẽ vào bếp cùng với mình để làm cái món này các bạn. À, chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ quay một video làm giá đỗ các bạn nhé. Ở đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn làm sao để chúng ta có thể làm được giá đỗ rất là đơn giản mà các bạn làm chắc chắn là thành công. Và bây giờ đang là mùa nó hơi ấm ấm một chút rồi, đang chuẩn bị sang mùa hè rồi như thế này thì các bạn làm giá đỗ là cái thời điểm thích hợp nhất các bạn nhé. Nó thời tiết nó không lạnh quá cũng không nóng quá. Nếu như mà lạnh quá thì giá của chúng ta nó sẽ thường là rất là khó. À, các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ quay một video làm giá đỗ các bạn nha. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để chúng ta có thể làm giá đỗ thành công ngay từ lần đầu tiên, hay còn gọi là trồng giá. Thì có rất là nhiều cách làm giá đỗ khác nhau. Chúng ta có thể trồng giá hoặc là các bạn có thể ủ giá như mình. Mình thì mình thường hay ủ giá hơn, bởi vì là ủ giá thì nó sẽ khi mà thu hoạch ấy nó sẽ rất là sạch. Còn khi mà các bạn trồng giá bằng cát chẳng hạn hoặc là bằng đất ấy thì mình thu hoạch mình lại phải rửa. Nhưng mà mỗi một cái thì nó sẽ có một cái ưu điểm riêng các bạn ạ. Khi mà các bạn ủ giá bằng rổ chẳng hạn thì cái việc tưới nước các thứ các bạn sẽ thấy nó đơn giản và nó tiện hơn rất là nhiều so với việc là các bạn trồng bằng cát. Nhưng mà trồng bằng cát thì nó lại có một cái ưu điểm, đó là nó lên sẽ đều hơn. Đó, mỗi cái thì nó sẽ có một cái ưu điểm riêng các bạn nha. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là 100 g đậu xanh này. Đậu xanh này thì mình dùng cái đậu quê, hoặc là các bạn có thể vào trong siêu thị các bạn mua những cái đậu xanh chuyên để làm giá ấy. Thì khi mà các bạn làm nó sẽ lên chuẩn hơn nhá. Còn các bạn mà mua ở những cái cửa hàng mà người ta đánh chóc hết cả cái phần vỏ đi rồi và dùng cái thuốc bảo quản thì cái tỷ lệ lên mầm nó sẽ rất là thấp. Còn ở đây thì mình dùng cái đậu quê cho nên là yên tâm là lên mầm rất là ngon luôn. Và các bạn sẽ lựa cho mình khi mà mua đậu xanh ấy, các bạn sẽ lựa cho mình những cái hạt nó bằng nhau, nó có kích thước là na ná nhau, nó không có lệch nhau quá hoặc là không bị sâu mọt nhiều quá nha. Sâu mọt nhiều quá thì khi mà các bạn làm nó cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giá đỗ nhé. Và đây thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình 500 ml nước ấm khoảng tầm 40 đến 50 độ để chúng ta đem đi chúng ta ngâm nha. Trước khi đem cái đậu xanh này đi ngâm thì các bạn sẽ chà sát cái phần vỏ cho mình đã nha. Đây, các bạn sẽ chà chà cho mình. Các bạn dùng cái rổ mau nha. Các bạn chà như thế này để cho nó mỏng bớt cái phần vỏ, thì khi mà các bạn làm giá ấy, nó sẽ mau được mọc mầm hơn và cái tỷ lệ mà nó nảy mầm thì sẽ thành công cao hơn nha. Các bạn biết không, trong giá đỗ thì cái phần trăm vitamin C nó gấp 7 lần so với khi mà các bạn dùng bằng hạt như thế này này. Cái hàm lượng vitamin C của nó rất là cao. Và với những ai mà ăn kiêng chẳng hạn, chúng ta sử dụng cái giá đỗ thì nó sẽ bổ sung vitamin C rất là tốt. Các bạn sẽ sát cho mình như thế này nha. Sau khi mà các bạn đã sát cho mình cái phần vỏ như vậy rồi ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đem cái đậu xanh này đi ngâm nhé. Các bạn cho cái phần đậu xanh vào một cái tô, sau đó thì các bạn cho 500 đến 600 ml nước ấm vào để các bạn ngâm nhé. Các bạn chỉ dùng cho mình nước ấm thôi, từ 40 đến 50 độ thôi. Các bạn sờ các bạn thấy ấm tay là được. Các bạn không dùng nước nóng nha. Các bạn mà dùng nước nóng 100 độ là nó chết hết các cái mầm giá đấy, nó không có kích thích ở đâu. Và khi mà các bạn ngâm cho mình với nước ấm như thế này thì các bạn sẽ ngâm cho mình trong khoảng thời gian là 2 tiếng nhá, chỉ 2 tiếng thôi các bạn ạ. Để cho nó kích thích cái mầm mầm giá nó được nảy mầm nhanh hơn và lên đều hơn. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đã ngâm đậu xanh cho mình được 2 tiếng, hơn 2 tiếng như thế này thì các bạn sẽ thấy là cái hạt đậu xanh nó nở lên rất là lớn như thế này. Và các bạn bây giờ sẽ đổ ra một cái rổ và để ráo nước cho mình nhé.
À đây các bạn ơi, các bạn sẽ để cho mình vào những cái rổ và để thật là ráo nước cho mình như thế này nhá. Đó, và để làm giá đỗ này được dễ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái rổ thưa một chút này, một cái khăn xô hoặc là một cái vải cốt tông, tùy cái vải mà thấm hút nước dễ các bạn. Mình thì mình dùng cái khăn xô này bởi vì là cái khăn xô thì nó sẽ thấm hút và thoát nước rất là nhanh, rất là tiện. À, cho nên là khi mà mình làm ấy thì nó lên mầm cộng nhanh lắm, mà khi mà nó các bạn làm xong ấy thì các bạn cắt dễ, nó cũng cũng rất là đơn giản đó. Đặc biệt nó là cái giá mà các bạn tự trồng ấy thì nó sẽ hơi nhiều rễ một chút các bạn nhé, nhưng mà nó sạch và nó giữ được cái độ ngọt. À, và khi mà các bạn làm xong như vậy á, các bạn gấp nó lại cho mình như này đó. Sau đó thì các bạn sẽ đặt thêm cho mình một cái miếng vải nữa lên trên như thế này nha, dùng một cái thanh tre để các bạn nén chặt nó lại và để lên phía trên này cho mình một cái tô nước, một cái tô nước lớn nhá, để cho nó nén được, nó càng chặt thì cái giá đỗ của chúng ta nó càng mập, và khi mà mập đấy thì cái hàm lượng vitamin C trong giá nó rất là cao và ăn nó ngọt, nó không có bị sơ, nó không có bị cứng các bạn nha. À, bây giờ thì các bạn sẽ tưới nước qua cho mình như này để cái rẻ nó thật là ướt nhá. Cái rẻ này nó phải ẩm ẩm hết cỡ luôn, và một ngày ấy thì các bạn sẽ cho giá uống nước cho mình từ 3 đến 4 lần tùy vào điều kiện thời tiết các bạn nhé. Nếu như mà trời bình thường không lạnh ấy thì các bạn có thể tưới bằng cái nước bình thường ở vòi như thế này, còn nếu như mà trời mà lạnh ấy thì các bạn sẽ tưới cho mình bằng cái nước ấm, và các bạn sờ các bạn thấy ấm tay nhá thì giá nó sẽ nhanh lớn hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì các bạn sẽ để cho mình vào trong một cái chỗ tối, và nhớ là phải có một cái chậu ở phía dưới nhá, và để cho mình một cái tô nước nặng ở phía trên như thế này để cho nó giá được mập hơn nha. Bây giờ thì mình sẽ lấy một cái rổ để mình bỏ xuống dưới. Ở đây thì mình sẽ để cái giá này vào trong cái hốc tủ tối như thế này, và mình đậy cái cánh cửa lại thì nó sẽ rất là tối, hoặc nếu không thì các bạn dùng cho mình cái tấm túi bóng đen ấy, các bạn úp lên phía trên là được thì giá nó sẽ không có bị đắng các bạn nha. Các bạn ơi, sau một ngày ở đây là giá đỗ của mình được gần 24 tiếng. Bây giờ mình sẽ mở ra các bạn xem nha. Đó, nó bắt đầu lên mầm này, và mầm lên rất là đều như thế này các bạn nhé. Các bạn thấy nhìn rõ không ạ? Đó, đây mình để gần lại hơn nha. Và khi mà các bạn một ngày các bạn cho giá uống nước đủ nước ấy thì nó sẽ lên mầm rất là nhanh và đều, và nó không có hiện tượng bị nóng. Vì sao mà mình nói là các bạn một ngày các bạn nên cho giá uống nước 4 lần? Tại vì là khi mà giá lên mầm này thì nó sẽ thải ra rất là nhiều khí CO2. Nếu như mà các bạn không ngâm thì cái giá này nó hay bị chua, mà khi mà chua và nóng quá thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là bị thối. Cho nên là bây giờ thì mình sẽ đem cái giá này đi để mình ngâm. Các bạn ngâm cho mình khoảng 5 phút. Sau 5 phút thì các bạn nhấc lên để thật ráo nước, sau đó mới cho vào chỗ tối các bạn nhé. Các bạn cho giá uống nước đủ no rồi thì bây giờ các bạn hãy cho nó vào chỗ kín nha, và nhớ nén thật chặt để cho giá đỗ của chúng ta nó được mập nhất. Các bạn ơi, đây là thành phẩm của giá của mình sau khi mà mình đã để được 3 ngày. Đây, mình sẽ bỏ ra các bạn nha, để các bạn xem là ở đây cái mầm giá của mình nó rất là mập, nó mập lắm luôn đấy các bạn. Còn nếu như mà các bạn muốn ăn giá đỗ nó tốt hơn nữa thì các bạn để thêm nhé. Còn nếu như mà các bạn mà muốn ăn giá nó mập và nó trắng như thế này ấy, thì các bạn sẽ 3 ngày là các bạn sẽ dùng được. Thì khoảng 3 ngày là các bạn sẽ thu hoạch được cái mẻ giá đỗ như thế này các bạn nha. Đây, mình sẽ lấy lên để cho các bạn xem nha. Giá rất là mập luôn và trắng vô cùng luôn, nhìn ngon lắm đúng không các bạn? Đó, nhìn rất là ngon luôn này. Đó. Và sau khi mà các bạn đã khi mà các bạn muốn thu hoạch giá ấy, thì các bạn đừng cho giá uống nước nữa nha. Thì khi mà chúng ta thu hoạch ấy, nó không bị ướt. Đó, thì các bạn thu hoạch nó sẽ rất là dễ như thế này.
và các bạn sẽ thấy là ở đằng sau ấy nó có cái rễ như thế này, thì các bạn sẽ cắt, lấy kéo các bạn cắt cho mình cái phần rễ này đi nhá. Khi mà các bạn làm bằng một cái khăn xô hoặc một cái khăn cút tông chẳng hạn, thì khi mà các bạn thu hoạch, các bạn cắt bỏ cái phần rễ này đi thì lúc ăn các bạn không cần phải nhặt nha. Đó, các bạn cắt cắt như vậy thôi thì khi mà mình thu hoạch nó sẽ được dễ hơn. Lát nữa là các bạn chỉ cần rút rút lên là mình thu hoạch được hết. Và cái phần giá đỗ khi mà các bạn tự làm như này thì nó sẽ có cái phần, nó sẽ có cái phần rễ nó nhiều hơn đây. Sau đó là các bạn chỉ rút ra là chúng ta sẽ có một cái mẻ giá đỗ như thế này. Thường thì 100 gram như thế này, nếu như mà các bạn làm ngắn như thế này thì cái hàm lượng vitamin C nó còn lại rất là nhiều. Còn nếu như mà các bạn mà muốn làm nó dài hơn chẳng hạn thì cái hàm lượng vitamin C của nó cũng giảm theo cái độ độ dài của cái giá nhá. Thường những cái giá mầm thì người ta chỉ làm trong khoảng thời gian để ăn ngon nhất các bạn nhé, ngon nhất, ngọt nhất và nó không có bị đắng, thì các bạn chỉ làm cho mình trong khoảng thời gian là tầm 2 ngày rưỡi đến 3 ngày như này thôi. Còn nếu như mà các bạn mà muốn ăn nó nhiều là bán chẳng hạn thì các bạn sẽ để cho nó dài hơn, gấp đôi cái này, gấp đôi cái giá đỗ của mình thì nó sẽ được năng suất hơn. 100 gram thì thường nó sẽ được 7-8 lạng gì đó, giá đỗ thì bán mới lãi. Còn nếu như mà mình chỉ để phục vụ gia đình ăn thôi thì ăn như thế này nó sẽ ngọt này, làm dài nữa là ăn nó không có ngon nữa đâu đó. Và các bạn thu hoạch cho mình, và khi mà nó khô như thế này rồi thì các bạn thu hoạch, các bạn thấy cái phần giá nó trắng không, ngọt lắm, giá này là mình ăn được luôn á, ăn sống được luôn. Để mình ăn thử xem nha. Rất là ngọt các bạn ạ. Đó, mình làm như vậy thôi mình ăn nó ngọt lắm. Mà những cái giá này thường người ta hay ăn sống là nhiều này, nó giàu cái hàm lượng vitamin C. Hoặc là các bạn có thể nấu canh này, xào với thịt bò này, hoặc là xào không cũng rất là ngon. Hoặc là các bạn có thể làm những cái món nhúng ấy, hoặc là làm dưa giá. Đó, và mình xin kết thúc video ở đây nha. Chúc các bạn sẽ làm thành công cái món giá đỗ này các bạn nhé. Và nếu các bạn thấy thích video này, các bạn đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip mới nhất của mình các bạn nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.